rất là yêu thích máy tính này, rất muốn theo cái ngành công nghệ thông tin, nhưng mà bị cản trở bởi cái ngôn ngữ tiếng Anh. Cái khó ở đây là nó sử dụng nhiều các cái thuật ngữ, terminology. Thì khi mà gặp một cái từ mới như vậy thì chúng ta sẽ phải xử lý thế nào? Bản thân mình thì mình có dùng một công cụ gọi là từ điển EJOY để mà đẩy nhanh cái tốc độ tra cứu. Nó hoạt động dưới dạng là một cái extension của cái trình duyệt Google Chrome mà các anh em có thể biết được cái ý nghĩa của từ đấy ngay chính trên cái tab hiện thời luôn. Click đúp chuột vào cái từ đấy, anh em có thể thấy là nó đã hiện ra các cái nghĩa tiếng Việt của cái từ mà chúng ta không biết. Và ngoài ra mình cũng khuyến khích các anh em là nên xem cái cách nó giải thích cái từ này bằng tiếng Anh nhé. Còn với những cái thuật ngữ thì sao? Thì chúng ta sẽ cần phải sử dụng những cái công cụ nâng cao hơn, AI Explain. Có nhà tiểu hoa sử dụng AI để giải thích cái cụm thuật ngữ này. Ngoài cái nền tảng YouTube ra thì những cái nền tảng khác như là Coursera hay là Udemy, những cái nền tảng mà học trực tuyến ấy, thì nó đều được tích hợp cái từ điển EJOY này, nó cực kỳ mạnh. Tóm lại là mình thực sự ấn tượng về cái từ điển EJOY. Nó giúp mình gọi là thu hẹp cái khoảng cách, những cái rào cản về ngôn ngữ. Nó giúp mình tiếp cận được những cái nguồn thông tin vô tận trên toàn cầu.